Sau đây mình sẽ dùng phần mềm gọi là gì nhỉ? FS phần mềm này, phần mềm quay video màn hình FS Capture. Mình không giỏi tiếng Anh lắm đâu, không không biết giỏi tiếng Anh nhưng mà không giỏi tiếng Anh. Đây là danh sách các máy tính của mình. Đây là máy chủ chính. Máy chủ chính của mình nhé. Còn đây là TeamViewer. Đây là mình đang thử điều khiển một cái máy tính khác cách đây khoảng 200 cây. Máy này của mình toàn là máy Win 10. Phần mềm này đã được mình kích hoạt. Chế độ đây là mình hầu như tự động quay màn hình này, chụp màn hình này, còn cái này là con chụp toàn màn hình, chụp góc màn hình, theo hình gì, đây là chụp theo nhu cầu, chụp window, chụp window. Cái này là mình làm kích hoạt rồi đó. Đó, phần mềm mà được kích hoạt rồi sẽ được sẽ biết được tiếng Việt có dấu đầy đủ. Nếu mà phần mềm mà không kích hoạt rồi thì là sẽ không biết được tiếng Việt có dấu. Hiện tại cái máy mình đang điều khiển là cái con máy laptop, máy tính để bàn ấy. Con máy của mình là máy laptop, cũng như là desktop. Đây là insert clip SB9 of the video, chèn một cái đoạn
đoạn ký tự chữ cái clip và đầu video. Nếu mình bấm vào đây sẽ chèn được đấy. Còn record audio máy đấy sẽ không ghi âm được bởi vì là không có mic, báo lỗi này. Record mau click yes cũng lỗi bởi vì nó cũng không có đấy, các chất lượng này tốt này, cái này không có mic chuột coi. Video audio sau khi chèn xong thì mình sẽ bấm start. Chữ hoạt động của mình đang sai. Thừa. Này của mình bấm mở màn hình này, tại sao nó màu đen mọi người biết, tại vì dùng TeamView điều khiển nó qua một cái máy tính khác nó điều khiển nên là nó biến thành màu đen. Hiện tại là có nhiều cái để quay video màn hình, đây là quay video màn hình kết nối mạng online, còn một cái nữa là quay video màn hình mạng nội bộ mạng LAN, cái đấy là TCNVN thì phải, mình nhớ không nhầm như vậy, trước mình có dùng rồi, mình cũng đã từng quay màn hình lại để bằng cái phần mềm đấy. Màn hình khi đang quay nó đang nhấp nháy.
À, số điện thoại này mọi người có thể gõ vào để tìm kiếm thông tin về máy xới đất. Đây là kênh của mình. Số điện thoại và cái mục tìm kiếm này. Mời các bạn xem kênh máy xây đất máy bơi điện tử hay thích chia sẻ đăng ký và nhận xét như mình sẽ tương tác đầy đủ cho các bạn. Đây là video là xem qua một cái máy tính khác, nhắc lại là xem qua một cái máy tính khác qua phần mềm TeamView và được ghi hình lại trên màn hình bởi phần mềm FF Capture. Alo. Vâng. Máy đấy là 12.800.000 chưa gồm cước vận chuyển nhé. Tỉnh Phú Thọ nhỉ. Ở trên là đầu gối vẫn đi rồi anh nhé. Em không biết được cái đấy thì do bên bưu điện thì em toàn thuê bưu điện vận chuyển thôi. Vâng, chào anh. Bạn dạo này bà quay thế rồi sao bà không thấy chóng mặt. Thông tin về máy xới đất máy bừa mini mọi người có thể gõ số 0974 800 806 hoặc số 098
0978 760 984 để có những thông tin chi tiết. Cái này đã xong. Nên là cái này mình chỉ thử nghiệm thôi. Mọi người có thể tham khảo chi tiết hơn qua số điện thoại đang trên màn hình nhé. Về cách dừng của cái này là riêng phần mềm quay màn hình này tạm dừng Control F10.